để góp vui trong ngày cúng cơm ở nhà Thanh năm nay. Sau đây Tôn Đi Tèo gửi đến quý vị ba câu vọng cổ đoạn trong Tô Cải Lương, Lưu Bình Dương Lễ 1, 2, 3. Ôi khi người ta khát nước áo tù cũng ngọt như nước suối, khi người ta lạnh mạnh chiếu nào khát áo ngự hàng, khi người ta đói một con tiêu đó là những nhu cầu thiết yếu kết tinh lại để có nguồn thành giọt máu chảy tuần hoàn thắp huyết hoàng châu tân làm chỗ đen ngọn tóc đỏ đầu chân làm cho thở đều hòa chân tay cử đồng. Cho ông biết nghĩ suy, cho tiên biết rung đồng, để nuôi sống từ tâm thân cho đến Yeah.
tình bằng hữu tâm giao. Dương lệ ơi, lần đầu tiên người bạn nghèo thật đi, xa nước mắt tựa mưa dầm. Không phải vì ta đối lạnh, mặc dù ta đối lạnh là để khóc, ta khóc cho tình bằng hữu đang bị say. Bồ Tát cộng bằng hữu con trước cổng dinh lễ nghĩa đường. Mỗi tuần này vợ ta từng mạnh dùng như ba con gần bà đã ra tầng. Sao anh hát giống Thanh Tuấn quá vậy? Giống thầy tôi quá.